Hôm nay thì mình sẽ đóng cho anh ý bộ chụp lắp các bạn nhé. Đây bộ chụp lắp này, đấy, chụp lắp trước, chụp lắp sau. Và bao gồm chụp tắc kê y lốc luôn. Đấy, toàn bộ y lốc 304 đây, đúng rồi, chính xác luôn. Đấy, anh đóng cho em xong. Anh ngồi bên này thuận tay hơn anh ạ. Anh rút thẳng nữa, anh rút được, không không. Anh rút được kia đấy, anh rút nó qua cái đấy là nó chặt đúng rồi. Đây anh đóng đi anh. Đó, đây các bạn nha, đây là chụp tắc kê các bạn. Anh đóng mạnh vào nó vào nhá. Mạnh vào nhá, nó vứt vào. Đó, anh cứ đóng mạnh tự nó vào nhá. Đấy, các bạn thấy không? Rất đơn giản luôn. Đây bộ chụp tắc kê các bạn nha, các bạn đóng mạnh tay tự vào các bạn. Mày thì long lanh luôn từ đầu đến ít luôn các bạn nhá. Từ A đến Z luôn. Và khi cày ra thì các bạn chỉ việc cầm cái tua vít hai cạnh thôi, các bạn cạy cân hai đầu nó sẽ ra các bạn nhá. Các bạn non rẻ nó rẻ mà thì nó không sức mà mông. Đó các bạn thấy không? Đơn giản quá. Chúng nhờ bác thì tháo đằng sau ấy. Đấy. Bắt cái bát là xong. Chuyển sang bên mát cho các bạn xem nhá. Đấy, hai bánh đều đóng như thế đấy các bạn. Đấy, ok chưa các bạn. Đó. Con này là inox 304 các bạn nhá. Mẫu Hàn Quốc. Mẫu đầu tròn là mẫu Hàn Quốc. Còn các bạn mà mua cái đầu nhọn nhọn ấy thì là của Việt Nam mình làm. Nhưng đây là mẫu Hàn Quốc các bạn nhá. Không lệch tự vào nhá, đóng lệch cũng tự vào. Đấy các bạn thấy không? Khi nào anh làm nốt thì anh dừng việc cầm tua vít hai đầu anh ạ. Anh cạnh cân là nó sẽ ra. Rồi ok. Thôi, chúng cầm bát này. Chúng là bắt bắt đi. Cầm tua vít, bắn vít đây. Chúng đây sẵn đây rồi. Làm sẵn bên này đi. Đây anh cho em nhờ. Đúng rồi, bác thì tháo bóc bắt đúng không sao nhá. Theo cái kiểu bắt ít các bạn nha, sau các bạn bắt thủ nắp thôi. Đấy các bạn. Đấy, chúng ta sẽ bắn chặt. Chúng ta sẽ dùng cái mũi khoan bốn cạnh. Bắn nó cân nhá, nhiều bắn cân hai bên nhá. Đẩy lùi lên tí, đẩy sang bên, đẩy lên trên tí. Đẩy cái bát ấy cho nó cân. Rồi, cân lên thì cân nhá. Từ này cân vào. Bắn cho nó cân hai đầu, thẳng hai đầu ốc, thế là nó sẽ chính tâm vào cái bát thì bắt là xong thôi. Sau thì mình đang nhờ anh trai tháo hộ cái ốc lát ra để bắt cái bát vào nhanh hơn. Các bạn thấy không? Đơn giản luôn. Đấy, bên lái chúng ta không tí chưa siết anh ạ, chưa siết. Em chưa cầm được ra em siết. Đó, bên này thì cũng làm như thế các bạn nhá. Đây, bên lái thì chúng ta cũng làm như thế thôi. Bên phụ chúng ta cũng làm như thế các bạn nhá. Các bạn khoan cho mình 2 lít. Cứ bắn cân thôi, chúng ta chỉ cần ngày xưa thì bên chưa làm cái này thì chúng ta cần
phải khoan. Bây giờ có cái này rồi thì nó rất là tiện các bạn ạ. Chúng ta chỉ việc bắt như này thôi là sẽ không bao giờ bị đề ra được. Và thứ hai là rất là nhanh cho các bạn, không cần phải ra hàng chế ốc vào giữa chính tâm nữa. Ngày xưa thì phải chế ốc, bây giờ không cần. Mình sẽ để cái bát như này rồi các bạn bắt được. Đó. Rồi ok, ra xong các bạn nhá. Đấy, bây giờ các bạn thay cái mũi bắn lục giác vào, các bạn bắt chụp lắp vào là xong rồi các bạn. Đây, quay tiện cảnh cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Rất đơn giản thôi. À, đây là chụp lắp trước, chụp lắp sau. Con này lắp vừa cho Kia K165 này, K3000, K140 và đặc biệt là K250. Đó, các bạn thấy không? Đây, cái bát này các bạn vẫn chụp được. Chú để đấy đấy, lục chú để đấy thôi mà. Thấy chưa? Đấy. Hơi rộng để cho các mọi người để căn chỉnh 1-2 ly các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể căn chỉnh 1-2 ly cho nó. Đấy, đẩy kịch xuống dưới đấy đúng không? Để cho nó tròn kỹ luôn. Đấy. Đó các bạn nhá, vừa tròn kỹ luôn. Bắn là xong rồi, bắn chụp lắp là xong. Đấy, các bạn thấy không? Là xong nhá. Đánh sau. Đánh sau thì nó có 2 bát sẵn rồi. Thì các bạn chỉ việc tháo cái ốc lắp 14 ra thôi và bắt cái đai này vào như bình thường, vì cái này thì cũng đã làm rất là lâu rồi. Đấy, chúng ta bắt ốc vào bình thường xong. Đó các bạn nhá, đây, đằng sau đây, chụp lắp đây. Chúng ta bắt vào 2 con ốc lắp này, bắt thẳng 2 con ốc lắp. Chúng ta lấy chụp lắp bắt vào là xong thôi. Rất đơn giản cho các bạn nhé. Đây mình đã quay tất cả các bạn xem. Đó, ok cho các bạn. Đấy, chúng ta bắn vào thôi. Đó, quá tuyệt vời luôn. Ok, đấy các bạn thấy không? Nhanh nhẹ nhàng không? Nhẹ xong các bạn nhá. Đấy, bên phụ chúng ta làm thế thôi, thế là xong. Bây giờ mình lấy lốt cho anh trai cái ốc la răng nữa, ở ốc bọc vô lăng, cả thảm tắp lô, cả thảm sàn nữa xong. Đây, hai bác rất là yêu các bạn nha. Đây, yêu xe, rất là yêu xe luôn. Đấy, bên phụ chúng ta cũng lắp như thế các bạn nha. Đấy, tổng thể xong chiếc xe.